Thưa quý vị, không nằm ngoài tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư với xu hướng tự động hóa trong sản xuất, nguồn lao động tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn. Và để thích nghi với những thay đổi này, thì giáo dục đại học cũng cần phải thay đổi toàn diện. Mô hình đại học 4.0 là giải pháp đang được áp dụng tại nhiều quốc gia và là hình mẫu mà Việt Nam cần nhanh chóng học hỏi và tự thay đổi. Giáo dục đại học đang chịu sức ép lớn trước những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trước tình hình đó, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức buổi hội thảo quốc tế với chủ đề Mô hình đại học 4.0, nền tảng giáo dục thế kỷ 21. Với mong muốn tìm kiếm những giải pháp mới giúp định hình một nền giáo dục hiện đại cho Việt Nam trong thế kỷ 21, tại đây, các chuyên gia giáo dục hàng đầu thế giới đến từ các nước Pháp, Đức, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore đã trao đổi và thảo luận về những giải pháp để đổi mới giáo dục đại học cũng như khả năng áp dụng tại Việt Nam. Theo đó, đổi mới phương pháp giảng dạy, thay đổi chương trình đào tạo và ứng dụng các tiến bộ công nghệ thông tin là những giải pháp thiết thực mà nhiều trường đại học trên thế giới đang áp dụng. Nếu mô hình đại học 4.0 được áp dụng thành công tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn trong giáo dục. Cụ thể, các hoạt động giảng dạy và học tập sẽ được diễn ra mọi lúc mọi nơi, đồng thời người học có thể cá nhân hóa việc học tập theo nhu cầu của bản thân. Giáo dục đại học 4.0 sẽ là phương pháp hiệu quả giúp các trường đại học ứng phó với những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đồng thời cũng đáp ứng được nhu cầu nhân lực cho cuộc cách mạng này. Tại hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh, giải quyết nhu cầu nhân lực cho cách mạng 4.0 chính là sứ mệnh của các trường đại học Việt Nam. Đại học phải nhanh chóng nắm bắt cái chương trình đào tạo, bởi vì đây cũng là cơ hội và thách thức đối với các quốc gia để có thể tăng trưởng GDP và làm cho các quốc gia mình thịnh vượng hơn nếu như chúng ta nắm bắt cái công nghệ 4.0 và đưa vào cái chương trình đào tạo của các trường đại học. Không những đại học mà các trường phổ thông cũng phải nắm bắt cái chương trình 4.0 này. Nhiệm vụ và sứ mạng của các trường đại học hiện nay là phải làm việc là kết hợp nhanh chóng, liên kết với các trường đại học tiên tiến ở nước ngoài. Họ đã có kinh nghiệm hơn 10 năm nay để thực hiện cái chương trình đào tạo đổi mới công nghệ giảng dạy đối với 4.0. Nó cá thể hóa các cái việc học tập, và việc học tập này nó sẽ được thực hiện bằng những công nghệ giảng dạy mới, phương pháp giảng dạy mới, đáp ứng được cái nhân lực cho nền công nghiệp 4.0. Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong những trường tiên phong trong việc xây dựng đề án phát triển đại học theo mô hình giáo dục 4.0. Hội thảo quốc tế Mô hình đại học 4.0, nền tảng giáo dục thế kỷ 21 là một trong những hoạt động thiết thực triển khai áp dụng mô hình đại học 4.0 của nhà trường. Hội thảo diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 7.